Từ cuối năm 2018 đến nay, bất động sản tại Bình Thuận trở nên sôi động trước loạt thông tin sắp khởi công sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết. Cùng với Phan Thiết thì khu vực hưởng lợi trực tiếp từ thông tin này là thị xã La Ghi được giới đầu tư săn đón nhờ vào lợi thế nằm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thiết, dư địa phát triển du lịch còn nhiều và đòn bẩy tăng trưởng kinh tế khi chuẩn bị lên thành phố vào năm 2020. Nằm giữa tam giác du lịch trọng điểm phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, thị xã La Ghi cách thành phố Hồ Chí Minh 150 km, cách Bà Rịa Vũng Tàu 90 km và cách thành phố Phan Thiết 63 km. Nếu di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến La Ghi thông qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, sau đó di chuyển theo quốc lộ 55 rồi vào đường 44B. Lợi thế của cung đường này là đi qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Hồ Tràm, Hồ Cốc. Việc giao thông từ Sài Gòn đến La Ghi rất là thuận tiện, giống như là mình sẽ nghỉ 2 ngày cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Thì việc giao thông đi lại tại La Ghi chỉ từ 3 đến 4 tiếng thôi, nó vẫn rất là có thời gian để có thể nghỉ dưỡng. Đặc biệt khi cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến La Ghi cũng như Phan Thiết về La Ghi cũng giảm so với trước. Thì Bình Thuận hiện tại là đang là một tỉnh khá là phát triển và có về hạ tầng và giao thông, thì theo tin tức mà tôi được biết thì sắp tới sẽ là có cao tốc hướng tới được tới Bình Thuận, và thứ hai là sân bay ở Phan Thiết. Riêng về La Ghi ở Bình Thuận thì thứ nhất là La Ghi là một cái cảng cá lớn nhất ở miền Trung, và thứ hai là hiện tại là các tỉnh thành ven biển là gần như đã được khai thác gần như là triệt để như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và kỳ rồi là Bà Rịa Vũng Tàu. Thì theo tôi sắp tới nhìn thấy thì La Ghi sẽ là một thành phố đón sóng trong cái việc tăng giá bất động sản khá là tốt. Khác với sự náo nhiệt của thị trường Phan Thiết hay Mũi Né, La Ghi thu hút khách du lịch nhờ vào 28 km đường bờ biển đẹp hoang sơ, không gian còn khá yên bình. Sau một tuần đi làm việc rất là mệt mỏi rồi thì cần có một khoảng thời gian để nghỉ dưỡng, thì ở La Ghi nó vẫn còn rất là mọi người chưa biết đến nhiều, thì đến đây vẫn có sự nghỉ dưỡng, thì đây là một nơi rất là lý tưởng để tôi đi cùng với gia đình, bạn bè, với người thân. Bên cạnh các địa điểm du lịch gắn biển đảo như Mỏm Đá Chim, Cam Bình, Đồi Dương, Hòn Bà, thị xã La Ghi nổi tiếng với nhiều các di tích lịch sử tâm linh như chùa núi Tà Cú, dinh Thầy Thím, dinh Vạn Phước Lộc. Chỉ tính riêng lễ hội dinh Thầy Thím vào tháng 9 âm lịch hàng năm, phòng du lịch La Ghi cho biết thị xã đã đón khoảng 300.000 lượt khách du lịch. Dự kiến khi sân bay và cao tốc đi vào hoạt động, tỉnh Bình Thuận, trong đó tập trung chủ yếu ở Phan Thiết, Mũi Né, thị xã La Ghi sẽ đón thêm 14 triệu lượt khách mỗi năm, cao hơn hẳn so với con số 5,8 triệu lượt khách đến tỉnh và gấp đôi lượng khách đến Nha Trang, Đà Nẵng trong năm 2018. Tăng trưởng du lịch không chỉ mở ra thị trường màu mỡ cho resort ven biển mà còn tạo ra nhu cầu về sở hữu căn nhà thứ hai hoặc kinh doanh các dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, việc La Ghi lên thành phố vào năm 2020 được đánh giá sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội, du lịch tại địa phương. Kéo theo đó là thu hút một lượng lớn dân cư về đây sinh sống và dòng tiền đầu tư đổ về. Ngoài cái việc phát triển resort, phát triển cái bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, thì còn một phân khúc nữa mà La Ghi trong thời gian vừa qua chưa phát triển, đó là các phát triển các khu đô thị kiểu mẫu, những cái khu đô thị mà được quy hoạch một cách bài bản, đầy đủ cơ sở hạ tầng để phục vụ không chỉ cái nhu cầu an cư của người dân địa phương mà còn đó là nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư trên các tỉnh thành. Khảo sát tại một số tuyến đường vào đầu tháng 11, giá nhà đất đã tăng từ 20 đến 30% so với thời điểm năm 2018. Cụ thể giá đất tại đường Thống Nhất, Nguyễn Hữu Thọ, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Lê Lợi, khu vực cảng cá dao động từ 30 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, trước những động thái về việc La Ghi sắp lên thành phố thì mức giá này là chấp nhận được. Thậm chí nhà đầu tư còn cho rằng La Ghi ở thời điểm này vẫn chưa bắt đầu cơn sóng tăng giá. Theo tôi đi nghiên cứu tình hình thì La Ghi nó cũng giống như là một trung tâm của một cái thị xã lớn và dân cư sinh sống khá là đầy đủ. So với Phan Thiết là một cái vùng đất gọi là thiên về du lịch và là một cái trục đường dài, thì La Ghi lại là một cái khu đúng nghĩa gọi là trung tâm hành chính, cũng giống như là kinh tế và văn hóa, và cảng cá cũng hội tụ ở đây, thì dân cư sinh sống ở đây tôi thấy khá là sầm uất, cũng giống như một quận nào đó ở Sài Gòn. Thì tôi tin là nếu mà đầu tư ở đây thì tôi có thể khả năng sinh lời ở đất có thể là sẽ cao đối với tôi.